chào ông bà coi. Hello chào bà. Hello chào ông bà nha. Bữa nay coi chuột xăm mình nè cả nhà ơi. Bữa nay em mới biết cái cách xăm mình mới luôn. Mời ông bà cô chú đón xem nè. Em không biết luôn. Cả nhà này chồng em cũng không biết luôn mà con gái em cũng không biết luôn. Mà sao mà ông chuột luôn biết. Cả nhà thôi cái miếng dán xì tin này là cái miếng dán trong cái chai nước của xì tin đó cả nhà. Mà cứ dán vô gì hoài là dán vô đâu có dính đâu. Nè cả nhà coi coi nó dán vô gì đâu có dính đâu. Dán hoài không dính luôn mà không biết sao mà chuột ai dạy nó em cũng không biết luôn nữa mà nó biết cái miếng dán này là nó sẽ dính vô cái tay đó. Ê, em mới xăm một bên cho nó rồi đây nè là nó chỉ em đó. Con làm cách nào con làm sao mà nó dính vô đây? Lấy gì? Con lấy cái gì? Hả? Em không biết luôn cả nhà. Mà đâu biết đâu mà nãy giờ nó chạy nó đi kiếm mẹ em không em với chồng em không có cho nó coi. Không chịu làm cho nó tại vì nó làm sao mà cái miếng này, làm sao mà cái miếng này mà nó dính vô được nó cái hình này nè cả nhà. Nó mà nó dính vô cái tay mình được, đâu có dính đâu mà giặt hồi nó đi lấy chai dầu này cả nhà. Nó đi lục nó lấy chai dầu nó kêu mẹ xức dầu vô đi là dán nó dính dầu dán dính. Nãy giờ em với chồng em la nó làm sao dán mà dính được mà nó dính giặt hồi vậy em làm thử em nó khóc quá trời em làm lại cho nó giặt hồi nó dính bên này cả nhà. Đây, ngồi xuống. Nó khóc quá nói hồi đại cha nó rồi không mấy em nói thôi đấy lại đây mẹ dán đại cho dán dính thì thôi giặt rồi xong nó dính thiệt cả nhà ơi. Dán một bên rồi em mới biết thì đấy em làm cho cả nhà rồi tới đây đưa tay một xích tay nào dán xong luôn bữa nay chuột xăm hình luôn cả nhà ơi. Trời ơi em đâu có biết đâu em đâu có biết mà vụ mà cứ từ đến đi hết rồi em đâu có biết mà vụ mà cái miếng bọc này không đâu mà xích cái dầu vô rồi một hồi là nó sẽ dính vô cái nó rồi chà đi từ chà đi là nó dính vô tay nó đâu cả nhà. Đây nè cả nhà đấu xem nha. Rồi chăm chưa chà xong chưa chưa bạn chưa ừ chưa thì chà đi nó chà đi không biết luôn nhà này không ai biết luôn mà em đâu biết đâu mà nó dụ mà em làm một bên cho nó rồi đây nè cả nhà thành quả một bên rồi đó. Giờ em chẳng ở nhà xem một thành quả thứ hai nữa nè xem chưa bên đây nó không dầu không tới hay gì đây nè. Đó, em xích dầu ít cả nhà xích dầu ít cái xíu mà chỗ này giờ nó còn quên rồi nó mất chữ rồi nè cả nhà. Đó. Đó, thấy ông bà cô chú thấy chuột xăm tay có đẹp không? Đẹp. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ai dạy con vậy? Dạ con. Ai dạy con rồi xích dầu vô đây rồi dán lên nó dính. Em. Mỗi bữa nó không chỉ xích dầu đâu cả nhà, em nói với cả nhà nó xích dầu rồi nó dễ tử nó la làng đó mà bữa nay nó đi. Nóng quá. Nóng. Đâu rồi cái nắp bỏ đâu mất tiêu rồi thôi bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú thấy có hay thì nhớ cho con xin một like, một đăng ký chia sẻ nha cả nhà ơi. Đâu rồi? Em xin bye bye.